Xin kính chào anh chị em và các bạn. Hiện tại em đang có mặt ở một sân tập golf và một sân golf rất là lớn ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn biết cái sự khác nhau giữa việc chúng ta tập golf ở trên sân tập và chúng ta đánh golf thực tế ở trên sân golf 18 lỗ. Thì hy vọng clip này sẽ một phần nào đó giúp ích cho các anh chị em mới bước đầu khi đi tập golf, sẽ hiểu được và sẽ phân biệt được cũng như là không có bị bỡ ngỡ khi chúng ta bước ra sân golf lớn để chúng ta thi đấu. Thì đây em xin giới thiệu, sau lưng em là một cái sân tập golf. Ở đây thì chỉ có thảm tập thôi, thảm tập đó mọi người có thể thấy không, đây là thảm tập nhá. Còn ở bên kia đó, bên kia là sân sân đánh thật 18 lỗ. Thì em cũng xin so sánh hai cái để anh chị nắm rõ nha. Và cảm ơn anh chị. Hôm nay em sẽ so sánh hai cái việc, đó là tập golf và đánh golf thực tế trên sân 18 lỗ nó sẽ khác nhau như thế nào. Thực ra khi tập golf á thì mọi người chỉ tập trên thảm thôi. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh cái thảm cho mọi người xem. Đây là cận cảnh một cái thảm tập golf và những trái banh tập golf, và ngoài kia là một cái sân tập có lưới bao xung quanh. Thì khi chúng ta đi tập golf thì chúng ta sẽ đứng trên cái thảm này và chúng ta sẽ dùng gậy để chúng ta đánh golf. Thì tấm thảm này á, nó rất là bằng phẳng, nó đánh trên một cái địa hình rất là hoàn hảo. Mình có thể dùng từ hoàn hảo để nói về tấm thảm này. Nó sẽ khác với là địa hình ở ngoài kia. Ngoài kia nó sẽ là địa hình chập trùng, nó có lên dốc xuống dốc, nó có hồ nước, nó có bãi cát, rất là nhiều các vấn đề liên quan đến địa hình và chất lượng của cỏ. Vì vậy em sẽ phân tích một vài yếu tố khác nhau giữa tập golf và đánh golf để mọi người có thể phân biệt được. Như vậy là anh chị đã thấy được thảm tập golf như thế nào. Em sẽ nêu ra vài cái điểm khác nhau. Cái điểm khác nhau đầu tiên đó là cái địa hình ở trong sân tập golf nó rất là hoàn hảo. Nó chỉ là một tấm thảm cao su được làm bằng cỏ nhân tạo, có kích thước là 1,5 m x 1,5 m, dày khoảng 3 cm. Nên khi anh chị đứng trên cái mặt phẳng này là nó là một mặt phẳng nằm ngang 100%, không có độ nghiêng, không có độ trên, không có độ cong, nó hoàn toàn là mặt phẳng nằm ngang 100%. Ngược lại thì khi chúng ta đánh golf ở ngoài sân golf 18 lỗ thì địa hình 99% là nó sẽ không nằm ngang 100%, mà nó luôn luôn có sự cao thấp giữa hai cái chân của chúng ta. Có những cái đoạn nó sẽ lên đồi, có những đoạn nó sẽ xuống đồi, có những đoạn nó sẽ chân thấp chân cao. Vì vậy khi chúng ta tập golf ở trong sân tập thì chúng ta sẽ tập cho mình một cái động tác cơ bản để chúng ta đánh một cái đầu gậy golf vào một quả bóng golf và tạo ra một cái đường bay càng thẳng càng tốt. Nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài sân đánh thật á thì cái địa hình nó sẽ làm cho chúng ta đứng một bên thấp một bên cao, hoặc là banh nó sẽ nằm trên dốc, nó nằm trên ở hai chân của chúng ta, hoặc là hai chân của chúng ta sẽ đứng ở trên cao và banh nó sẽ nằm ở dưới thấp. Nó có rất là nhiều cái địa hình khác nhau. Vì vậy khi mà chúng ta tập golf trong sân tập xong, chúng ta phải tập thật là thành thạo. Sau đó chúng ta ra ngoài sân 18 lỗ á là chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ năng mà đánh bóng thẳng một cách thành thạo trên cái thảm tập golf trong cái điều kiện nằm ngang bằng phẳng như vậy. Chúng ta áp dụng vào cái địa hình thực tế mà chúng ta đứng, thì khi đó chúng ta sẽ được những cái người thầy, những cái người có kinh nghiệm, những cái người huấn luyện viên sẽ chỉ cho chúng ta là nên đứng như thế nào và nên cầm gậy như thế nào để chúng ta cân bằng lại so với cái độ trên trên cái địa hình thực tế. Tại vì khi mà chúng ta đứng trên thảm bằng phẳng như thế này thì chúng ta cầm gậy và chúng ta tạo một cái khoảng cách với bóng là mình tạm gọi là một cái số đo hoàn hảo. Sau đó chúng ta áp dụng cái số đo hoàn hảo này ra cái sân đánh thực tế thì chúng ta sẽ căn chỉnh chiều cao chiều thấp của cây gậy, rồi độ nghiêng độ mở của cây gậy để chúng ta cân bằng ngược lại với cái độ khó của địa hình, để chúng ta tạo một cái độ cân bằng tương đối để chúng ta có thể tạo ra một cái đường bóng tốt nhất theo ý muốn, để bóng đi
đến cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Vì vậy, khi mà chúng ta tập tốt ở trên sân tập thì đó là một cái điều kiện cần. Nhưng mà khi mà chúng ta ra sân đánh thật 18 lỗ thì cái điều kiện đủ á, là anh chị phải áp dụng được những cái kỹ năng cơ bản khi chúng ta đánh bóng ở trên sân tập. Chúng ta áp dụng vào cái địa hình thực tế của từng đường gôn, của từng sân gôn mà anh chị đi đánh, thì lúc đó chúng ta mới thỏa được hai cái điều kiện là điều kiện cần và điều kiện đủ để chúng ta có thể thi đấu tốt ở trên sân gôn thực tế 18 lỗ. Đó là cái điểm khác nhau rất là rõ ràng. Cái điểm khác nhau đó có thể là cái điểm khác nhau cơ bản nhất giữa một cái sân tập, một cái sân đánh. Cái vấn đề thứ hai nó cũng tương đối là quan trọng không kém, đó là cái loại cỏ. Tại vì khi chúng ta đánh ở trên sân tập á, thì cái loại cỏ chúng ta nó là cỏ nhân tạo, nó được tạo bằng những cái sợi cỏ nhân tạo, sợi nhựa nhân tạo, không phải là cỏ thiệt. Vì vậy khi mà chúng ta đánh trên thảm á, nó rất là dễ đánh. Tại vì ở dưới thảm á, ở dưới cỏ nó không phải là một cái lớp đất mà nó là một cái lớp cao su. Thì khi mà anh chị đánh mà anh chị lỡ có bị đập đầu gậy hoặc là gậy đi quá sâu xuống cái mặt đất, mặt thảm, thì cái lớp cao su này nó sẽ là một cái lớp đệm, nó sẽ giúp anh chị đẩy cái gậy của anh chị, đẩy cái đầu gậy của anh chị lên và giúp cho chúng ta tiếp xúc với bóng, mặc dù không hoàn hảo nhưng mà vẫn trúng bóng và bóng vẫn đi, nhưng chắc chắn là không hoàn hảo. Nhưng mà ngược lại khi mà anh chị mới tập xong, anh chị ra sân một lần hai lần đầu tiên á, khi mà anh chị mà đánh đập cái đầu gậy xuống dưới mặt đất á, hay là người ta thường gọi cái từ đó là từ cuốc đất á, thì cái chuyện gì sẽ xảy ra? Thì thứ nhất là đầu gậy nó sẽ không đụng vào bóng. Thứ hai là cái đầu gậy của anh chị sẽ đi thẳng xuống mặt đất và đi thẳng xuống trong cái lớp đất, một cái lớp đất đen nó dày, và nó sẽ tạo ra một cái mảng đi vót rất là to, và một cái mảng đất nó sẽ bay lên. Thì bóng, một là bóng là nó sẽ đi rất là gần, hai là nó sẽ không đi luôn, tại vì cái lớp đất đó nó cản lại cái đầu gậy của anh chị rồi, nên là chúng ta sẽ không đánh trúng bóng. Đó là hai cái điểm khác nhau giữa chất lượng cỏ, một bên là chất lượng của cỏ nhân tạo và một bên là chất lượng của cái cỏ thực ở trên mặt đất. Và ở đây cái divot là gì? Divot em cũng giải thích luôn. Divot là một cái vết lõm do cái động tác mà đầu gậy tiếp xúc với mặt cỏ và tạo lên cái vết lõm đấy, khi đầu gậy sẽ lấy đi một lớp đất mỏng và một lớp cỏ ở trên mặt sân gôn, thì người ta gọi nôm na là chữ divot. Tiếp theo cái khác biệt thứ ba đó là cái loại cỏ. Chúng ta bỏ qua cái yếu tố là mặt cao su và mặt đất đi, thì nó sẽ liên quan đến loại cỏ. Ở trên thảm tập anh chị chỉ tập một loại cỏ duy nhất là nó cố định một cái chiều cao trên một cái thảm đã quy định. Nhưng khi ra sân anh chị sẽ gặp rất là nhiều các loại cỏ khác nhau. Một là cỏ ti. Cỏ ti thì hầu như là chúng ta sẽ không tiếp xúc nhiều, tại vì khi mà chúng ta đánh trên ti thì chúng ta sẽ cắm một cái ti nhựa. Chúng ta cần phải phân biệt ti zone là cái khu vực mà chúng ta phát bóng, và ti nhựa là một cái ti để chúng ta đặt lên cái ti zone đó, để chúng ta đặt cái quả banh nó cao lên và để chúng ta phát bóng. Và thường thường thì chúng ta sẽ thường phát bóng bằng cây gậy driver. Driver là cái gậy dài nhất và sẽ giúp cho chúng ta phát bóng xa nhất. Chỉ những đường pha 3 thì cái ti zone đó chúng ta mới đặt trực tiếp cái quả banh của chúng ta trên cái mặt cỏ và chúng ta đánh. Thì hồi nãy mình có nói 99% điều kiện trên sân là không hoàn hảo, thì 1% còn lại có nghĩa là cái phần ti zone khi chúng ta đánh pha 3. Khi chúng ta đánh pha 3, cái phần ti zone đó thì nó sẽ bằng phẳng gần như là 100% giống như trên thảm. Thì 18 đường gôn chúng ta chỉ có 4 cái pha 3 thôi, trung bình là có 4 cái pha 3 thôi, thì chúng ta chỉ đặt banh trực tiếp trên mặt ti zone trong 4 cú đánh. Đó là vì sao mà mình nói là chỉ có 1% là điều kiện mặt cỏ nó nằm ngang tuyệt đối 100%, còn lại các điều kiện khác là tất cả mặt cỏ hầu như là nó sẽ nằm không 100% là nằm ngang, không ít thì nhiều nó vẫn có độ nghiêng, kể cả banh nằm trên fairway nó vẫn có độ nghiêng một chút ít. Vì vậy mình mới nói là cái sự khác nhau giữa các loại cỏ. Thứ hai chúng ta vừa nói đến cỏ ti, bây giờ thứ hai chúng ta nói đến cỏ fairway. Fairway là cái cỏ đẹp nhất, chỉ sau cỏ green thôi.
nhưng mà cỏ green là để chúng ta finish, chúng ta dùng cái butter để chúng ta lùa bóng vào lỗ. Thì cái cỏ fairway này là cái cỏ đẹp thứ hai, nhưng mà cái cỏ mà chúng ta phải cố gắng để đưa bóng golf lên trên cái khu vực này nhiều nhất, tại vì nó là cái khu vực rất là rộng lớn ở trên sân và nó nằm ở giữa đường golf, và nó sẽ là cái khu vực rất là đẹp để chúng ta thi đấu, nên là tất cả các golfer khi thi đấu đều muốn đưa quả banh của mình nằm trên fairway, vì cỏ fairway nó có độ cao vừa phải và nó có độ mịn cũng tương đối đẹp và được cắt rất là bằng phẳng, và cái độ nghiêng của nó cũng không nhiều, độ nghiêng của nó rất là ít, có những chỗ nó không nghiêng luôn, nhưng mà cái độ nghiêng của nó là rất là ít. Thì các bạn đánh trên đó là hầu như 99% là nó sẽ giống như trên thảm tập, nên khi đó chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ năng đánh bóng cơ bản trên sân tập vào cái việc đánh trên fairway là hợp lý, và thường thường nó sẽ tạo ra những cái hiệu quả rất là cao, nó sẽ dễ giúp cho chúng ta đưa bóng đến cái mục tiêu mong muốn. Đó là hai loại cỏ. Loại cỏ thứ ba là cỏ ráp là cỏ cao, rất là cao và rất là dày. Khi mà banh chúng ta rơi vào khu vực cỏ ráp thì nó rất là khó khăn, mà đối với những anh chị mới biết đánh golf thì rõ ràng đây là cái khu vực anh chị rất là khó đánh và thường sẽ mất rất là nhiều gậy vì cỏ rất là dày, banh vào đó có những trường hợp là nó bị che luôn trái banh, cỏ nó cao hơn trái banh luôn, và khi chị đánh á, thì thường thường anh chị sẽ không đánh được trái banh nó bay ra xa, mà anh chị chỉ có thể là dùng một cái cây gậy, ví dụ cây gậy pitching, cây gậy sen để anh chị cứu cái banh nó ra ngoài khu vực fairway để anh chị có thể tạo cái điều kiện đánh tốt hơn. Riêng cái phần gậy thì mình sẽ có một clip mình giới thiệu cho anh chị về cái tất cả các loại gậy và chức năng của từng cây gậy là như thế nào trong một cái video clip riêng. Anh chị nhớ đón xem video clip đó. Đó mình đang nói đến khu vực cỏ ráp. Vậy thì những cái golfer chuyên nghiệp á, thì họ mới có kỹ năng đánh bóng trong cỏ ráp mà vẫn cho bóng đi xa theo cái mục đích của họ. Tuy nhiên không phải golfer nào cũng thực hiện được 100% những cú đánh như ý. Có những golfer rất là giỏi nhưng mà khi bóng rơi vào cỏ ráp vẫn không đánh được như ý, vẫn mất rất là nhiều lỗi, rất là nhiều gậy. Thì đấy là cái sự hấp dẫn của môn golf. Khi mà chúng ta rơi vào một cái bẫy nào đó thì chúng ta sẽ tạo ra cái môi trường đánh, cái điều kiện đánh nó khó hơn và nó thử thách từ bản thân chúng ta. Vì vậy lúc đó chúng ta phải hơn nhau giỏi hay không là cái cách xử lý những cái tình huống mà chúng ta gặp khó khăn. Đó là loại cỏ thứ ba và loại cỏ thứ tư. Loại cỏ thứ tư đó là cỏ rin. Cỏ rin thì đơn giản thôi, cỏ rin là cỏ đẹp nhất, nó như một tấm thảm và mình có thể so sánh nó gần như là cái cỏ trên cái thảm của mọi người đánh. Tuy nhiên khi mà banh lên cỏ rin thì chúng ta sẽ dùng cây gậy butter là cây gậy lùa bóng để chúng ta finish cái đường gôn đó bằng cách là lùa trái banh của mình vào lỗ gôn. Vì vậy thì trên sân tập nó cũng có một cái khu vực là rin tập, thì cỏ là cỏ thật, thì chỉ có cái rin tập trên sân tập và cái rin tập trên sân đánh thật thì là nó gần giống nhau, là hầu như là 99%. Nó chỉ có khác nhau về kích thước thôi. Cái kích thước trên sân đánh thật á, thì cái rin nó bự hơn, nó to hơn là cái rin trên sân tập, còn là sân tập thì nhỏ hơn, nhưng mà cỏ là cỏ thật và cái độ nghiêng độ dốc nó cũng tương đối là giống nhau, nên khi mà anh chị đi tập golf trên sân tập á, thì cái việc mà tập putter trên rin á là một kỹ năng mà anh chị nên tập luyện và trau dồi càng nhiều càng tốt, vì nó cái điều kiện đánh thi đấu của nó gần như là 99% nó giống trên sân thật, cái gì khác nhau về kích thước của hai cái rin thôi. Đó là cái mà mình lưu ý anh chị, nên anh chị nên tận dụng cái khoảng thời gian ở sân tập để tập trên rin thật là nhiều. Còn cái việc anh chị tập trên cái sân tập mà tập trên thảm á, là nó chỉ là mình nhắc lại, nó chỉ là cái điều kiện cần thôi để anh chị tạo cho mình một cái cách đánh cơ bản nhất, rồi anh chị mới áp dụng nó vô cái địa hình trên sân thật. Đó là cái điều kiện đủ, anh chị phải cân đối được cái độ khó trên sân thật để anh chị tạo ra cái đường bóng hoàn hảo. Như vậy là em đã nêu được ba cái sự khác nhau giữa sân tập golf và sân đánh thật. Em xin nhắc lại, thứ nhất đó là cái điều kiện đánh trên sân tập golf là nó phẳng 100%, trên sân thật là nó có độ nghiêng. Thứ hai là cái việc mà khi mà chúng ta đánh bóng thì cái việc mà đầu gậy nó tạo một cái divot
trên sân, trên thảm tập á, thì nó không có divot, nó sẽ cái lớp cao su nó sẽ giúp cái gậy của anh chị lướt luôn. Thì anh chị tập anh chị lúc nào cũng thấy nó cũng dễ hơn, nhưng mà khi ra sân anh chị đánh mà nó ăn xuống cái mặt cỏ sâu quá, ăn xuống đất sâu quá thì nó tạo ra một cái divot, thì cái đó là cái việc khó khăn hơn. Anh chị khi mà mới ra sân đánh thì nhiều anh chị sẽ cảm thấy bỡ ngỡ và cảm thấy khó hơn là tại sao mình đánh cho sân tập nó lại dễ trúng banh như vậy mà ra sân thực thì nó lại khó trúng banh như vậy. Đó là cái sự khác nhau thứ hai. Đó, cái sự khác nhau thứ ba là cái các loại cỏ khác nhau. Trên sân đánh thật nó có đến 4 loại cỏ khác nhau, còn cái trên sân đánh tập thì nó chỉ có một cái thảm bằng cái sợi cỏ nhân tạo thôi, nó không có sự chênh lệch giữa các loại cỏ nên anh chị đánh nó sẽ quen hơn, còn ra sân thật anh chị đánh nó sẽ khó khăn hơn. Đó là cái điều mà chúng ta tập golf chúng ta cũng nên hiểu trước để chúng ta chuẩn bị tâm lý. Thường thường là những cái lần đầu tiên là chúng ta ra chúng ta rất là bỡ ngỡ, tại sao tôi tập trên sân tập cái thảm nó đánh dễ trúng bóng quá, đánh thụt bóng chút xíu banh nó vẫn đi, nhưng mà trên sân thật thì nó khác, cái cỏ nó khác, cái địa hình nó khác, nó tạo ra những cái hoàn cảnh đánh khác nhau. Vì vậy mình mới nói là điều kiện cần là đánh tốt trên sân tập và điều kiện đủ là thích nghi được với môi trường của sân đánh thật. Ngoài bốn cái cỏ em nói trên thì nó cũng có vài cái cỏ khác nữa, nhưng mà em chỉ đề cập đến bốn loại cỏ chính thôi để anh chị mới tập anh chị nắm được, rồi khi mà anh chị biết đánh rồi anh chị ra sân rồi nó sẽ có vài cái loại cỏ khác. Ví dụ như là xung quanh rin nó cũng có một cái loại cỏ là cỏ cổ rin đó, rồi nó cũng có nhiều loại cỏ khác, rồi giữa ráp và fairway nó cũng có một cái lớp cỏ nó rìa fairway, nói chung là nó sẽ giao nhau giữa cái cỏ ngắn và cỏ cao, nó tạo ra cái sự khác biệt giữa từng khu vực đánh trên sân. Rồi ngoài ra nó còn có bãi cát, còn có hồ nước, còn có rừng, còn có khu vực UB, bồn cây. Đó là những cái khu vực mà em đã giới thiệu trong video clip trong sân golf có gì, thì anh chị xem lại cái video clip đó là trong sân golf có gì, là em nêu tất cả các khu vực, các cạm bẫy ở trong một cái sân golf nó có. Và em cũng xin bổ sung thêm hai yếu tố khác nhau giữa sân tập golf và sân đánh golf thực tế 18 lỗ bên ngoài, đó là chất lượng của một quả bóng golf. Thì đây là một quả bóng golf dành cho sân tập golf, thì cái quả bóng golf này nó chỉ có hai lớp thôi, và nó không đẹp đúng chuẩn như là một cái quả chúng ta thi đấu ở ngoài sân lớn, nên khi chúng ta tập thì cái khoảng cách nó sẽ khác với lại khi chúng ta đánh một quả bóng golf thật đúng tiêu chuẩn ở ngoài sân golf lớn, nên nó sẽ tạo ra hai cái khoảng cách đánh khác nhau. Vì vậy những cái người nào chơi có kinh nghiệm rồi thì người ta sẽ quen và chúng ta sẽ phân biệt được cái sự khác nhau đó, và khi đánh trên sân thật thì chúng ta sẽ có cái sự điều chỉnh cái gậy cũng như cái khoảng cách đánh hợp lý để chúng ta đạt được cái mục tiêu đánh chính xác. Tiếp theo cái yếu tố thứ năm, đó là cái thời tiết. Khi chúng ta tập ở trên sân tập thì rõ ràng là thời tiết rất là thuận lợi, chúng ta ở trong nhà có mái che, có quạt rất là mát, không có nắng, không có mưa. Nhưng mà khi chúng ta ra sân đánh thật thì chúng ta sẽ gặp nắng rất là lớn, sẽ ảnh hưởng đến thể lực sức khỏe, rồi nhiều khi sẽ gặp mưa, mà mưa thì nó sẽ làm ướt quả banh, ướt cái mặt gậy, rồi ướt cái sân cỏ, tạo ra những cái điều kiện thi đấu rất là khó khăn. Chúng ta cầm gậy nó sẽ khó khăn hơn, nó rất là trơn. Vì vậy chúng ta cũng phải có cái cách cầm gậy nó phù hợp và cái kinh nghiệm đánh bóng khi trời mưa. Ngoài ra gió nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của đường đi của quả bóng, nó sẽ khiến cho banh của chúng ta đi không chính xác, đi ngắn hơn và có thể sẽ bị rớt xuống hồ nước. Rất là nhiều các yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến cái điều kiện khi chúng ta đánh thực tế ở ngoài sân đánh 18 lỗ đó. Như vậy là hôm nay em cũng cố gắng em chia sẻ cho anh chị biết cái sự khác nhau giữa việc tập golf và việc đánh golf trên sân thật. Vì vậy khi chúng ta tham gia một khóa học golf á thì chúng ta cũng sẽ được một buổi chúng ta ra sân thật để thầy dạy, thầy tư vấn cho chúng ta trên sân thật đó, để chúng ta biết được trên sân thật nó đánh khác trên sân tập thế nào. Và hy vọng là qua cái clip này của em, anh chị cũng rút ra được cho mình cái sự khác nhau của việc tập giữa hai sân, thì anh chị cũng đỡ bỡ ngỡ hơn và cố gắng hoàn thiện cái kỹ năng của mình.
cho thật là tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngoài kênh này ra thì em có lập một cái kênh chuyên về đánh golf không? Đó là kênh có tên là Khóa Học Golf. Đó, nên anh chị nếu mà anh chị yêu môn golf và muốn theo dõi tất cả các video clip về môn golf của em thì xin mời anh chị đăng ký thêm kênh Khóa Học Golf. Khóa Học Golf, em có post vài video clip lên đó rồi, và hãy đăng ký kênh, hãy like và chia sẻ giùm em. Rồi em hy vọng gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo. Mong rằng video clip này sẽ làm anh chị cảm thấy vui, thích thú, bổ ích và tự nhiên, không ngại ngùng, không có cảm giác xa lạ khi bắt đầu môn golf. Một chi tiết xin liên hệ với em qua số điện thoại 090 8484 666, qua Zalo em sẽ tư vấn một cách nhiệt tình, đầy đủ các thông tin mà anh chị cần thiết để anh chị tự tin và thoải mái khi tiếp cận môn golf. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã xem video clip này. Đừng quên bấm like video này, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo các video clip khác, và bấm chia sẻ video clip này cho mọi người xem. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều, và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.